Trương Vinh, nguyên đại sứ quan, tư lệnh không quân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cấp bậc đại tá. Ông không chỉ nổi tiếng về binh nghiệp mà còn đóng góp rất nhiều cho khoa học, đặc biệt là lĩnh vực không gian từ Việt Nam, Pháp đến Hoa Kỳ. Ông cũng là giáo sư, tiến sĩ, viện sĩ chuyên ngành kỹ thuật không gian người Mỹ gốc Việt nổi tiếng trên thế giới. Giáo sư Nguyễn Xuân Vinh, cựu tư lệnh không quân Việt Nam Cộng Hòa, đã qua đời vào lúc 2 giờ 39 phút chiều thứ Bảy ngày 23 tháng 7 năm 2022, hưởng đại thọ 92 tuổi. Ông ra đi trong niềm thương tiếc của người thân, đồng đội và cả cộng đồng người Việt ở khắp nơi trên thế giới. Những đóng góp to lớn của ông cho nền khoa học thế giới đã làm rạng danh cả dân tộc Việt Nam. Nguyễn Xuân Vinh sinh ngày 3 tháng 1 năm 1930 trong một gia đình khá giả tại Yên Bái, miền Bắc Việt Nam. Năm 1950, ông tốt nghiệp trung học phổ thông chương trình Pháp tại Hà Nội với văn bằng tú tài toán văn. Từ khi còn bé, ông đã có năng khiếu về toán học, tham gia viết sách từ rất sớm. Trong lúc còn đang là học sinh, ông đã có sách được xuất bản với tựa đề Bài tập hình học không gian. Cuốn sách đã trở thành tài liệu tham khảo và học vấn quan trọng thời bấy giờ. Tháng 9 năm 1951, thi hành lệnh động viên của quốc trưởng Bảo Đại, ông nhập ngũ vào quân đội quốc gia, được theo học tại trường sĩ quan chuẩn bị Nam Định, khai giảng vào ngày 1 tháng 10 cùng năm. Đến ngày 1 tháng 6 năm 1952, tốt nghiệp với cấp bậc trưởng úy và được phân bổ vào ngành công binh. Cuối năm, ông xin chuyển sang ngành không quân và được đi du học tại Học viện Không quân ở Pháp. Đầu năm 1954, ông tốt nghiệp với bằng phi công hai động cơ và bay phi cụ. Đồng thời, ông được thăng cấp thiếu úy, sau đó lưu trú và phục vụ chuyên ngành tại Pháp và Maroc. Trong thời gian này, ông ghi danh học đại học và thi đậu bằng cử nhân toán tại Đại học Marseille. Đến đầu năm 1955, khi quân đội Pháp chính thức bàn giao cơ sở và trang thiết bị của ngành không quân lại cho quân đội quốc gia, ông được lệnh trở về Việt Nam và được thăng cấp trung úy, phục vụ trong Bộ Tư lệnh Không quân. Cuối năm 1955, ông được thăng cấp đại úy, làm trưởng phòng nhân viên trong Bộ Tư lệnh Không quân. Tháng 10 năm 1956, sau khi Thủ tướng Ngô Đình Diệm lên làm Tổng thống của nền đệ nhất Cộng Hòa, ông được thăng cấp thiếu tá và làm tham mưu phó tại Bộ Tư lệnh Không quân. Đến ngày Quốc khánh 26 tháng 10 năm 1957, ông được thăng cấp trung tá và được bổ nhiệm chức vụ tham mưu trưởng không quân do Đại tá Trần Văn Hổ làm tư lệnh. Tháng 2 năm 1958, ông được bổ nhiệm chức vụ tư lệnh không quân, ngay sau đó được thăng cấp đại tá tại nhiệm. Đến ngày 27 tháng 2 năm 1962, hai sĩ quan phi công là Phạm Hữu Quốc và Nguyễn Văn Cử điều khiển hai chiếc khu trục cơ thả bom Dinh Độc Lập. Ông bị liên đới trách nhiệm nên Tổng thống Diệm đã cắt chức tư lệnh không quân. Cùng năm, ông xin giải ngũ và đi du học ở Hoa Kỳ. Năm 1962, ông đến Hoa Kỳ để bắt đầu sự nghiệp khoa học của mình khi mới 32 tuổi. Đến năm 1965, ông là người đầu tiên được cấp bằng tiến sĩ về khoa học không gian tại Đại học Colorado, sau khi ông thực hiện thành công công trình nghiên cứu tính toán quỹ đạo bay tối ưu cho phi thuyền do NASA tài trợ. Những lý thuyết của ông đã góp phần quan trọng đưa các phi thuyền Apollo lên được mặt trăng thành công, đồng thời được ứng dụng vào việc thu hồi các phi thuyền con thoi trở về trái đất an toàn. 3 năm sau, ông được làm giảng sư tại Đại học Michigan. Đến năm 1972, ông được phong hàm giáo sư tại Viện Đại học Michigan. Cũng trong năm này, ông lấy tiếp bằng tiến sĩ quốc gia toán học tại Đại học Sorbonne, Pháp. Năm 1982, ông trở thành giáo sư của ngành toán ứng dụng tại Đại học Quốc gia Thanh Hoa ở Đài Loan. 2 năm sau, năm 1984, giáo sư Nguyễn Xuân Vinh là người Hoa Kỳ thứ ba và là người châu Á đầu tiên được bầu vào Viện Hàn Lâm Quốc gia Hàng không và Không gian Pháp. Đến năm 1986, ông trở thành viện sĩ chính thức của Viện Hàn Lâm Không gian Quốc tế. Trong những năm tiếp theo, giáo sư Nguyễn Xuân Vinh đã được mời tham gia thuyết trình, thỉnh giảng tại nhiều đại học lớn và các hội nghị quốc tế trên thế giới. Năm 1999, ông nghỉ hưu và được Hội đồng Quản trị tại Đại học Michigan phong tặng chức giáo sư danh dự ngành kỹ thuật không gian
vì công lao đóng góp to lớn cho khoa học và giáo dục. Ngày 19 tháng 10 năm 2016, giáo sư Nguyễn Xuân Vinh được giám mục Mai Thanh Lương, giám mục phụ tá giáo phận Orange rửa tội trở thành tín đồ Công giáo. Trong sinh hoạt hội đoàn ở cộng đồng, giáo sư Vinh cũng là chủ tịch Hội đồng đại diện Tập thể Chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa hải ngoại bắt đầu từ năm 2003. Giáo sư Nguyễn Xuân Vinh, cựu tư lệnh không quân Việt Nam Cộng hòa, đã qua đời vào lúc 2 giờ 39 phút chiều thứ Bảy ngày 23 tháng 7 năm 2022, hưởng thọ 92 tuổi. Ông được xem là khoa học gia lớn nhất trong lịch sử Việt Nam từ trước đến nay và xứng đáng trở thành một tấm gương để nhiều thế hệ người Việt trong tương lai học hỏi và phấn đấu noi theo. Ông ra đi trong niềm thương tiếc của người thân, bạn bè, đồng đội và cả cộng đồng người Việt ở khắp nơi trên thế giới. Những đóng góp to lớn của ông cho nền khoa học giáo dục thế giới đã làm rạng danh cả dân tộc Việt Nam.